lô đất này là có 33 mét mặt tiền đường nha quý vị. 33 mét mặt tiền đường. Đó, thì mặt đường nhựa sâu vào trong và thế đất thì có đoạn cao, có đoạn dốc và view đẹp nha quý vị. Sổ của lô đất này nha quý vị, nó hơi mờ chút nhưng mà hình dáng thì như vừa nãy ấy, rất là nhiều điểm, bởi vì đây mấy cái điểm mà giáp suối này, cái chữ suối đằng sau này, đằng trước này đường đất nhưng thực tế bây giờ đang đường nhựa rồi, thì có vẻ như là rất là nhiều điểm. Thế còn diện tích thì đúng như vừa nãy là 8.472 đất trồng cây hàng năm khác, sử dụng đến năm 2063. Đấy, chưa có thổ cư nha quý vị. 8.472. Vị trí lô đất đây nha quý vị. Cái lô đất của mình ấy là người ta đã cắt dọn cây tràm rồi, cái vị trí giáp ranh với cái đám tràm nhỏ này. Thế đất là ở cao trên đường nhựa, trên này có điện ba pha. Đó. Đường nhựa ô tô tránh nhau, dài đến cái đám tràm nhỏ hơn kia. Đó. Thì trên đất này thì đến về sau ấy, đằng trước này thì cao này, làm nhà trên này thì đẹp. Đằng sau kia thì lại dốc, dốc xuống suối luôn nha quý vị. Đó, sau này thì dốc xuống, đây view thung lũng, view đồi núi rất là đẹp. Đó. Thì nhà vườn ở đây, lô đất này cũng khá rẻ, 350 mà 8 xào 4, gọi là 8 xào rưỡi thì nhân với 383 24 khoảng 2 tỷ mấy, gần 3 tỷ. Đó, thì để tí nữa tôi sẽ nhân. Ở dưới kia thì có một cái đường nữa kìa, mà cái đường đấy thế đất này, lô đất này, cái này cũng là một ưu điểm và cũng là một nhược điểm, đó là cái thế đất nó dốc dốc như này thì view nó đẹp. Tuy nhiên khi đất dốc như thế này thì nếu quý vị muốn bằng phẳng thì lại phải san lấp, cuốc từ trên này xuống dưới một chút thì cũng tốn một ít tiền thôi, 20-30 triệu là có thể san lấp được. Phía ngoài kia người ta san lấp rất là nhiều, nhiều lô đất san lấp, sau đó nó bằng phẳng nó sẽ đẹp hơn. Thì đường xá là ô tô tránh nhau được nha quý vị. Mặt tiền được 35 mét và nhìn khá là dài đấy. Từ cái chỗ này sang đến bên kia, trên cái đám tràm cắt rồi này. Theo thông tin như của cái bạn dịch vụ kia đưa ra thì khoảng 35 mét mặt tiền, nhưng tôi bước thì được 42 mét. Nếu mà đúng là đám tràm cắt rồi này thì từ cái gốc cây cột điện này đến cái gốc cây cột điện kia là 40 mét này. Đó. Và bên hông của lô đất nó có một cái đường như là đường mòn. Tuy nhiên là mình sẽ ưu tiên cái thông tin trên sổ, nhưng mà trên sổ thì lại chụp sổ mờ quá nên tôi cũng không nhìn được là chính xác là bao nhiêu mét mặt đường. 8 xào 4, nếu mà 40 mét mặt đường thì cũng phải sâu cả 200 mét. Đó. Khá là dài. Khá là dài. Đây nha quý vị, nếu đến cột điện này là 40 mét. Từ cột điện kia đến cột điện là 40 mét, chỗ này được khoảng 3 mét nữa. Chỗ này có một cái lối mòn giữa hai lô đất. Đó. Thông tin thì là như thế, diện tích thì là như thế, vị trí là như thế. Giá bán thì là 350 triệu một xào, một giá bán mặt tiền đường nhựa mà. Còn lại giá 350 triệu đây là hiếm. Ở đây thì mát mẻ, cao, view đẹp. Đằng sau đất là hơi dốc. Lợi thế thì có suối, nhưng nghe nói suối cũng chỉ mùa mưa có nước thôi. Mùa khô nó không có nha. Thì quý vị nào quan tâm một lô đất này làm nhà vườn, view nghỉ dưỡng gì đó thì về đây. Rất là đẹp. Đó, view đằng sau này, thung lũng này rất là đẹp. Thì Bất Động Sản Thiện Nhân cảm ơn sự theo dõi video của quý vị. Và quý vị nào có các nhu cầu như thế nào khác thì nếu mà nhu cầu khác thì quý vị cứ alo chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn thêm các cái sản phẩm. Quanh đây thì chưa có nhiều sản phẩm, mà ngoài ra thì ở các cái huyện khác, xã khác ở trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng tôi có rất nhiều sản phẩm khác nữa nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.